Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ ngồi ở cái phân khúc hạng cao cấp quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Sedona. Thưa với quý vị và các bạn, ở Kia Sedona thì chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, nó có phiên bản máy xăng và phiên bản máy dầu. Và hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Sedona ở cái phiên bản 2.2 máy dầu và là cái phiên bản Platinum quý bạn nhé, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản đầy đủ đồ nhất rồi quý bạn nhé, có thể nói đây là cái phiên bản này, luxury đầy đủ đồ rồi quý bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì được trang bị rất là nhiều option, từ khóa thông minh, đè nổ, start top, ghế điện, cửa điện, tất cả là dùng điện hết quý bạn nhé. Từ ghế điện thì có cả là nhớ ghế này, rồi cửa điện thì có thể là điều khiển được trên khóa này, điều khiển bằng nút bấm này, cốp sau cũng là cốp điện quý vị và bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị thêm là những cái option, ví dụ như là màn hình camera lùi, cảm biến quanh xe, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, sấy ghế, sấy vô lăng, hai cửa nóc và gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, cảnh báo vượt và hệ thống an toàn 10 túi khí quý vị bạn nhé. Phiên bản này là không thiếu cái gì nữa. Và nhìn đằng trước này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, hệ thống đèn là full led, đèn pha bi xê nông này, đèn led daylight này, đèn gầm này, cảm biến trước đầy đủ hết rồi quý vị bạn ạ. Riêng về những chiếc xe Kia thì quý vị bạn biết rồi đấy, option thì không thiếu cái gì cả, đầy đủ hết rồi. Đấy, và chắc chắn với quý vị bạn, chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019, đăng ký năm 2019 luôn và đã lăn bánh được 3.8 km rồi quý bạn nhé. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 1.028.000.000 quý vị và bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, cho nên được quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe và nhận xe thôi ạ. Còn số tiền còn lại là 70%, quý vị và các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sedona 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Sedona Platinum 2019 nè. Mời quý vị và các bạn. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe Kia Sedona Platinum 2019 máy dầu này quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Chiếc xe được sở hữu là màu trắng quý vị bạn nhé. Màu trắng là cái màu rất là đẹp, rất là sáng xe, rất là sang quý vị bạn ạ. Màu trắng và cái nội thất màu kem rất là đẹp luôn đấy ạ. Nhìn về cái phần bên ngoài, cái phần thân vỏ của chiếc xe thì quý vị bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này nước sơn nguyên bản còn rất là nhiều quý vị bạn nhá, cho nên là rất là đẹp đấy ạ. Từ những cái nền này là sơn nguyên bản này, cánh cửa, những cánh cửa này là sơn còn nguyên, sơn nguyên bản đấy quý vị bạn nhá. Vì chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tận cuối năm 2019 và mới lăn bánh được có hơn 3.000 km thôi quý vị bạn nhá. Đấy, cho nên là những cái nền này rất là mới, rất là đẹp này. Đấy. Và nhìn tổng thể về cái phần đầu của chiếc xe này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, nhìn về cái phần đầu cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Những cái vấn đề đâm đụng va chạm ngập nước thì chúng tôi cam kết rồi quý vị bạn ạ, quý vị bạn có thể yên tâm. Tất cả những cái gì chứ về cái phần lỗi thì chúng tôi cam kết là không lỗi ạ. Và option thì quý vị bạn thấy đấy ạ, phần đầu này thì là xe cũng đã được trang bị là đến cặp đèn pha này, là mỗi bên là một đôi. Đấy. Đấy, một đôi đèn pha bi xê nông rất là đẹp và rất là mới nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, cho nên là không có xước sát gì cả. Đấy, đèn pha mỗi bên là một đôi đèn bi rất là đẹp này, và cái cụm đèn gầm cũng được thiết kế rất là đẹp quý bạn nhé. Mỗi bên là 4 đèn bi cơ ạ, mỗi bên đèn 4 đèn bi, và phía bên dưới là cái cảm biến
Đấy, rất là đẹp này, xung quanh được kết hợp với một cái viền chrome hình chữ C. Đấy, rất là đẹp này. Cụm đèn gầm cũng là đèn bi và rất là đẹp đấy. Nhìn về đằng trước thì quý bạn thấy đấy, xe cũng đã được trang bị cả cảm biến trước đây nhé, cảm biến quanh xe, 4 mắt cảm biến trước và 4 mắt cảm biến sau. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Và lốp cũng còn nguyên là 2019 và còn rất là dày quý bạn nhé. Đấy, lốp này Continental nguyên bản của xe đấy ạ. Lốp Continental nguyên bản của xe và còn rất là dày quý bạn nhé. Đấy, Continental nguyên bản theo xe. Và date lốp là 2019 luôn quý bạn ạ. Đây, date lốp là tuần thứ 8 năm 2019 quý bạn nhé. Đấy, date lốp đấy, tuần thứ 8 năm 2019. Và còn rất là dày. La răng đúc 18. Đây, la răng 18 này. Và lốp là tuần thứ 27 năm 2019. Đây, cái này là 27, kia là tuần thứ 8. Đều là lốp 2019, lốp nguyên bản theo xe, la răng đúc 18 đây quý bạn nhá. Rất là mới, rất là đẹp rồi. Và nhìn về cái phần sau xe, hay là còn gọi là cái cốp sau đây ạ. Đấy, đã được trang bị đầy đủ từ camera lùi đến cảm biến lùi quý bạn nhá. Đèn phanh trên cao. Cụm đèn hậu đây ạ, cụm đèn hậu cũng còn nguyên bản và còn rất là đẹp này. Đấy, riêng về cái cụm đèn hậu này cũng chưa có bị xước sát, chưa có bị va chạm gì cả. Rất là mới đấy ạ. Đó. Phiên bản Gran Sedona này. Platinum. Đấy, Platinum này, D này là cái phiên bản là máy dầu quý bạn nhá. 2.2 máy dầu. Đấy, rất là đẹp này. Anten đuôi cá giá nóc đầy đủ hết rồi. Thiết kế thì rất là đẹp và lại còn nhiều option nữa, chỉ có những chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc ạ. Thiết kế đẹp, option nhiều, giá thành rẻ thì chỉ có ở những chiếc xe Hàn Quốc thôi quý bạn ạ. Đấy, option thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho quý bạn này, đến rất là hiện đại. Từ những cái cửa này, cửa có thể nút bấm ở trên xe, hoặc là chúng ta có thể dùng cái khóa này, khóa thông minh này. Riêng một cái khóa nhỏ bé này thôi nhưng mà nó có rất là nhiều tác dụng này, từ mở cửa này. Đấy, quý vị các bạn thấy không ạ? Mở cửa bên lái này. Tiếp theo là mở cửa bên phụ này. Đấy, quý vị bạn thấy chưa? Mở cửa bên phụ này. Mở cốp sau quý vị bạn nhé. Đấy, tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý vị bạn xem này. Đấy, hoàn toàn là bằng điện và bằng khiển từ xa luôn quý vị bạn nhé. Đấy, quý vị bạn thấy là với thiết kế của Kia như thế này thì là có kinh khủng không ạ? Quá tuyệt vời luôn quý vị bạn nhé. Đấy, với những chiếc xe sang đến từ Đức có thể mới có được cái option này. Nhưng chiếc xe của Hàn Quốc cũng đã có được cái option này rồi quý vị bạn nhé. Đấy, chúng ta có thể mở này, hoặc là chúng ta có thể đóng này. Đấy, chúng ta có thể đóng luôn này. Cốp này. Đấy, tất cả là đều dùng khiển điện hết luôn quý bạn nhé. Rất là tiện lợi. Đấy, chỉ có những chiếc xe Hàn Quốc thì mới có được cái option nhiều mà giá thành lại rẻ như thế này quý vị và các bạn ạ. Gương chiếu hậu là được gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Và điều đặc biệt nữa ở cái gương này, nó còn có cả một cái chức năng nữa, đó là cảnh báo vượt. Đấy, đây là cái cảnh báo vượt đây quý bạn nhé. Cả bên lái, bên phụ đều có cái chức năng là cảnh báo vượt trên gương ạ. Ngày xưa thì chỉ có những cái xe cao cấp ở Đức mới có được, Đức hoặc xe Mỹ mới có. Nhưng đến bây giờ thì những chiếc xe Hàn cũng đã đều có cảnh báo vượt rồi quý bạn ạ. Tức là khi nào mà có xe vượt bên trái thì bên trái đèn nó sẽ nháy, còn vượt bên phải thì bên phải đèn nó sẽ nháy ạ. Đấy, rất là an toàn, có nháy và nó có tiếng tít tít ở trên xe để báo hiệu cho lái xe biết là đang có những chiếc xe nó vượt mình ở bên nào. Đấy, khóa thông minh, bấm tay mở cửa cả bên phụ này. Đấy, tất cả cánh cửa đều có nút bấm tay để mở cửa luôn đấy. Từ cửa cốp, cửa sau đều có bấm tay để mở cửa luôn quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Vừa thiết kế đẹp mà lại vừa hiện đại. Đấy,
Và về cái phần ngoại thất thì quý vị bạn thấy đấy ạ, nước sơn này còn nguyên bản theo xe rất là nhiều này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả. Đấy quý vị bạn nhá, rất là mới luôn. Một chiếc xe 2019 mới lăn bánh được 38 km, rất là mới, rất là đẹp ạ. Tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem thêm về cái phần ngoại thất một chút nữa trước khi chúng ta xem về cái phần nội thất quý vị bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi, rất là đẹp, rất là mới rồi. Không có đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị xước sát gì cả. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái này cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đấy. Đầu tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ này. Đấy. Keo chỉ của cái cánh cửa bên lái này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Còn nguyên bản và còn rất là mới này. Đấy, là về cái phần keo chỉ cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa này. Với chiếc xe 2019 như thế này thì rất là mới rồi quý vị bạn ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn nhé. Đấy, tem của nhà sản xuất đây. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và sản xuất tại Việt Nam bởi công ty Thaco Trường Hải đấy ạ. Đấy, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam luôn quý bạn nhé. Và option thì nhìn về cái đằng trước này thì quý bạn thấy được đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị toàn bộ là ghế da và hàng ghế trước này là ghế chỉnh điện quý bạn nhé. Đây, ghế chỉnh điện này. Đấy, ghế lái chỉnh điện này. Nhớ ghế hai vị trí này. Đấy, nhớ hai ghế hai vị trí này, cụm điều chỉnh này, gương này. Gương này. Đây là gương này, lên xuống kính này, gập điện này, kính gương gập auto quý bạn ạ. Đấy. Và chiếc xe mới lăn bánh được 38 km đây quý bạn ạ. Với 38 km này và vô lăng cần số thì rất là đẹp rồi quý bạn ạ. Đây, vô lăng còn nguyên bản này. Tích hợp vân gỗ này. Đấy. Cần số này, cần số cũng rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy là cái phần cần số này, rất là đẹp. Nội thất rất là mới luôn quý bạn ạ. Rất là nhiều cái tính năng này, trơn trượt này, cảnh báo vượt đấy ạ. Đấy, cảnh báo vượt luôn quý bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để tìm hiểu về cái phần option cũng như là về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe quý bạn nhé. Đấy, tôi đã ngồi lên xe rồi và tôi sẽ bấm để mở đóng cái cửa này lại này. Đấy, đóng cái cửa này lại. Đấy, rất là ok quý bạn ạ. Tất cả là dùng hệ thống điện hết này và có cả rèm che nắng đây quý bạn nhé. Đấy, với cái rèm che nắng này thì ngồi ở cái ghế ông chủ này thì rất là thích luôn quý bạn ạ. Đấy, rèm che nắng này, cả hai bên và cái đằng sau này đều có rèm che nắng hết luôn quý bạn nhé. Đấy, rèm che nắng này và khóa mở cửa này, và cái hàng ghế trước này thì là có cả ghế chỉnh điện này. Đằng trước này là ghế chỉnh điện hết rồi quý bạn ạ. Ngồi đằng sau này cũng có thể có sạc không dây này, ngăn để đồ, học đồ này. Đấy, quý bạn thấy rất là tiện lợi. Đấy, rất là tiện luôn quý bạn nhé. Cổng sạc điện thoại này. Và đặc biệt nữa là ngồi đằng sau này rất thoáng bởi vì có hai cái cửa nóc quý bạn ạ. Đấy, hai cửa sổ nóc này. Cho nên ngồi đằng sau này rất là thoáng luôn quý bạn nhé. Nếu như chúng ta kéo cái rèm cửa nóc xuống. Và điều hòa, cửa gió điều hòa cho hàng phía sau này, hàng sau này cũng điều chỉnh được điều hòa nhiệt độ luôn quý bạn ạ. Ngồi đằng sau này chúng ta cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ, có thể nói thêm một cái vùng điều hòa cho đằng sau này nữa. Đấy. Và đặc biệt là cái phiên bản đủ này thì đã được trang bị đầy đủ đến 10 túi khí quý bạn ạ, hay còn gọi là túi khí quanh xe đấy ạ. Đấy. Tất cả ra đằng sau này đều có túi khí hết luôn quý bạn nhé. Có thể nói đây là túi khí quanh xe. Đấy. Đầy đủ hết cả rồi quý bạn ạ. Không còn thiếu gì nữa. Ngồi cái hàng ghế ông chủ này thì có cả tì tay, rất là thoải mái. Và đặc biệt là ngồi nó rất là rộng vì chiếc xe này sở hữu kích thước rất là rộng, rất là dài. Đấy, và đồng hồ công tơ mét đây quý bạn này. Chiếc xe lăn bánh được 38 km này. Vô lăng này, vô lăng còn nguyên bản này. Đấy, vô lăng còn nguyên bản này. Cần số cũng còn nguyên bản này. Và rất là mới đây quý bạn ạ. Đấy. Đấy, và điều hòa tự động 3 vùng độc lập quý bạn nhé. Điều hòa tự động 3 vùng độc lập này. Đấy, một vùng này, hai vùng này, ba vùng này. Đấy, ba vùng độc lập này. Khóa thông minh
đèn nổ start top này, đấy, và vô lăng bọc da này, vân gỗ này, tích hợp các phím điều khiển này và cruise control kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động nữa quý bạn nhé. Và ghế thì hàng ghế trước là ghế chỉnh điện này, hàng ghế trước ghế lái này còn như ghế này đấy. Và đặc biệt nữa là ghế bên phụ cũng được chỉnh điện luôn quý bạn nhé. Ghế bên phụ chỉnh điện và hàng ghế trước này có cả nhớ ghế, à sấy ghế quý bạn ạ, sấy ghế này, hàng ghế trước có sấy ghế. Đấy, vô lăng cũng có sấy vô lăng, khóa điện tử này, à, phanh tay điện tử auto hold, phanh tay điện tử auto hold rồi quý bạn nhé. Đấy, và sạc điện thoại không dây, màn hình giải trí trung tâm đa phương tiện này, navigation này, và có cả tất cả các giải trí từ AM, FM đến camera lùi. Đấy, cảm biến camera lùi, cảm biến lùi, gương chiếu hậu chống chói này. Đấy, và cái cụm điều chỉnh đây là trên này là cụm điều chỉnh cả về cửa nóc này, hai cửa nóc sau này, và cánh cửa này, cốp này, mở cửa, cửa mở cốp đều bằng đây, dành cho lái xe. Nếu như mà xe mà dành cho ông chủ ngồi đằng sau ấy, mà có lái xe ấy, thì là người lái xe là có thể mở cửa giúp ông chủ lúc ông chủ xuống xe hoặc lên xe, khi xe dừng lại cũng mở cửa, mà khi ông chủ chuẩn bị lên xe cũng mở cửa. Đấy là nhiệm vụ của lái xe, có thể dùng cái công tắc ở trên bảng điều khiển này ạ. Đã, rất là tiện lợi quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe ở cái phân khúc cao cấp của Kia đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này ra cho quý vị bạn xem về cái phần cốp sau nhé. Xem về cái phần ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau. Đấy. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị bạn cùng tôi xem về cái ốc cốp sau này. Còn nguyên bản này, keo chỉ cốp sau này là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Từ ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết này. Đấy. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Nguyên bản và cốp sau là cốp điện quý vị bạn nhé, có cả nút bấm ở trên đây. Và nhìn về cái phần nội thất phía sau của chiếc xe Sirona này thì quý vị bạn thấy được luôn đấy ạ. Nó rất là rộng và nó hơn ở những chiếc xe khác, như là những chiếc xe Sienna này, hoặc là Toyota Alpha này. Toyota Alpha cũng chưa có thể gấp gọn ghế lại được như chiếc này. Chiếc này thì lại gấp gọn ghế này. Nếu như mà chúng ta sử dụng mà không ngồi hết cả 7 người mà đằng sau này mà chúng ta gấp lại thì cái nội thất nó rất là rộng quý vị bạn ạ. Đấy, để được rất là nhiều đồ. Và kể cả là chúng ta dựng ghế lên thì cái khoang hành lý này nó cũng rất là rộng. Vì sao ạ? Vì cái lốp sơ cua không thiết kế ở trong xe, mà cái lốp sơ cua thiết kế ở tận dưới gầm, mà ở cái phần giữa kia ạ. Đấy, cho nên là cái đằng sau khoang sau này rất là rộng. Cho nên tôi nghĩ là ở chiếc xe Kia Sirona này là thiết kế cái lốp sơ cua rất là thông minh đấy ạ, rất là gọn đấy ạ. Đấy. Và nhìn về đằng sau này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, kể cả là hàng sau này cũng có rèm che nắng luôn quý vị bạn nhá. Đấy, rèm che nắng này. Đấy, rèm che nắng cho hàng ghế ngồi phía sau. Túi khí đến hàng sau, đằng sau này cũng có luôn quý vị bạn ạ. Túi khí là quanh xe đấy ạ, 10 túi khí đấy ạ. Đấy. Và thưa với quý vị và các bạn, quý vị và các bạn xem về cái phần này thì quý bạn biết được là Kia cũng đã thiết kế cái màu nội thất này, nó là cái màu kem hơi đậm một chút ấy, gần giống màu da bò quý bạn ạ. Rất là sang trọng và lại rất là sạch quý vị bạn nhé. Đấy, và nhìn từ phía sau này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, với hai cái cửa nóc này thì là làm cho xe rất là thoáng ạ. Đấy, không gian trong xe này thì quý vị bạn thấy rất là rộng rãi ạ. Ở cái phân khúc 7 chỗ thì có lẽ đây là chiếc xe này rộng nhất đấy ạ. Đấy, rộng nhất và option thì nhiều nhất rồi. Có thể đây là cái dòng xe cao cấp rồi quý vị bạn ạ. Đóng cái cốp sau này, đóng cái cốp sau này lại đây thì là quý vị bạn thấy được là tôi giới thiệu cho quý bạn là ở chiếc xe Kia Sirona này, phiên bản máy dầu này thì là nó rất là hay cái đây quý bạn ạ. Không biết là quý bạn có nhìn rõ được ở cái định mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất cung cấp đây không ạ? Đấy, với nó hơi nắng một chút cho nên là nhìn cái kính thì nó hơi bóng quý vị bạn ạ. Để tôi đọc cho quý vị bạn xem nha. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Kia Sirona 2.2 máy dầu 2019 này ạ. Là với cái nếu như chạy ở trong khu đô thị 9,5 lít, còn nếu như chạy ở ngoài đô thị, đấy, nếu như chạy ở ngoài đô thị đây ạ. Đấy, quý vị bạn có nhìn rõ không? Nếu như ngoài đô thị chỉ có 6,12 lít thôi. Đấy, 6,12 lít cho 100 km. Còn nếu như tính kết hợp, kết hợp thì khoảng 7,39 lít cho 100 km quãng đường kết hợp đấy. Với cái giá xăng dầu đắt như hiện nay thì với chiếc xe máy dầu này thì nó rất là hiệu quả, rất là kinh tế quý vị và bạn nhé. Đấy,
chỉ 7,39 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi ạ, vì là động cơ CRDI 2.2 lít máy dầu, rất tiết kiệm nhiên liệu ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên phụ này cho quý bạn cùng xem. Đây tôi sẽ không dùng điều khiển nữa mà tôi dùng bấm mà. Đấy, bấm cũng có thể mở cửa được luôn quý bạn nhé. Bấm ở tại cửa xe. Đấy, dành cho người nào không cầm chìa khóa. Đấy, ngồi nhìn đằng sau này thì rất là sang trọng này. Rất là lịch sự quý vị và bạn ạ. Rất là đẹp. Đấy, một chiếc xe này rất là mới đấy ạ. 2019. Tính ra là gần 3 năm sử dụng nhưng mà chạy rất là ít, bởi vì là 2 năm vừa rồi là Covid quý vị và bạn ạ, cho nên là chạy rất là ít ạ. Đấy, cho nên là chiếc xe rất là mới này. Cửa nóc rất là thoáng luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý bạn cùng xem. Cánh cửa trước bên phụ đây ạ. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết này. Toàn bộ về keo chỉ này, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, ốc bản lề này còn nguyên hết, tôi quay rất kỹ, rất chi tiết cho quý vị bạn cùng xem đấy ạ. Táp bi cánh cửa này rất là mới, chưa có xước sát gì cả luôn đấy ạ. Đấy, ghế phụ chỉnh điện này, những cái phần bên dưới này là còn chưa bóc ni lông đâu quý vị bạn nhé. Đấy, những cái phần dưới này còn ni lông cũng chưa bóc. Đấy, rất là đẹp này, từ má ghế này rất là mới này, má ghế này cho đến những cái cần số này, vô lăng. Để mời quý vị các bạn xem lại một lần nữa về cái cần số, cái vô lăng. Tôi quay từ cái góc bên này, quý vị bạn thấy nó rất là mới đúng không ạ? Đấy, rất là mới luôn. Táp lô này rất là đẹp, rất là mới. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần đặc biệt nhất, phần quan trọng nhất mà rất là nhiều người đi mua xe là quan tâm đấy ạ. Đầu tiên là cái phần ốc cabo đã nào. Ốc cabo còn nguyên bản đây quý bạn nhé, chưa có vết tháo này, chưa có bị va chạm, chưa có tháo gì cả đây, chưa sửa chữa gì thì nó còn nguyên đấy. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên đây quý bạn nhé. Keo chỉ cabo này còn nguyên này, những đinh tán này, tem này, tem chìm của nhà sản xuất này còn nguyên hết luôn quý bạn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này, ốc cabo này còn nguyên bản hết này. Đấy, tất cả là keo chỉ này, ốc cabo này còn nguyên hết. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Và nó còn rất mới quý vị và bạn nhé. Từ những cái tấm nỉ chống nóng này, tấm nỉ chống nóng cabo này, đấy, còn rất là mới này, mới nguyên luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, một chiếc xe 2019 sử dụng quá ít luôn quý bạn ạ. Và cái phần đặc biệt đây ạ là cái trái tim của chiếc xe đây ạ. Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Serona Platinum 2019 này là một cái khối động cơ CRDI 2.2 lít và là cái động cơ diesel, tức là động cơ dầu đi quý bạn nhé, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu ạ. Và tất cả nó còn rất là mới đây quý bạn này, từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy các thứ này là còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn ạ. Đấy, chúng tôi cam kết về cái động cơ này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, còn nguyên, không những nó còn nguyên bản mà nó lại còn rất là mới như này đây quý vị và bạn này, quá là mới ạ. Một chiếc xe 2019 mới lăn bánh được hơn 3 vạn km thôi, quá là đẹp nhé. Tất cả những con ốc, từ những con ốc chân máy này cho đến những cái ốc mặt máy này, xương đầu các thứ này là còn nguyên, chưa có tháo đâu, còn nguyên hết đấy ạ. Còn nguyên bản của nhà sản xuất luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp nhé, một cái động cơ 2.2 lít và động cơ CRDI ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Kia Serona phiên bản Platinum 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và lăn bánh được 3 vạn 8 km ạ.
Vậy chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 028 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay cho tôi theo số hotline ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Sedona Platinum máy dầu 2019 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.